em đang xem miền Tây solar ha. Này là tối ngày um, thứ tư nè. À, ngày 17 tháng um, tháng 4 2024 ha. Các đơn hàng của anh em mình đã gói xong để đây. Đấy. Lúc nãy có mấy anh kia nhắn hỏi tới là xem lại các cái cục hàng gói như thế nào này kia. Kỹ lưỡng này kia thì uh, mình vẫn gói như cũ nha anh em. Đấy. Các cục hàng mà chúng ta uh, gửi đến uh, cho anh em vẫn gói như cũ ha bữa nay mình đi mấy cái đèn trụ um, cổng này thì uh, sáng ngày mai uh, có một chuyến đi um, đi uh, đi Cần Thơ miền Tây anh em thì bạn nào có nhu cầu thì hãy liên hệ ha tất cả những sản phẩm bên mình, mình uh, sau một ngày uh, buổi làm việc thôi rất là rất là 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 lung tung ha lung tung thì uh, nãy giờ có mấy anh uh, nhắn À, các loại pin mà chúng ta có thể lấy là cái gì Thì à, bây giờ mình đi ra ngoài đây em Mình à, dùng cái đèn nhỏ, đèn sách tay nha Đèn tay bán cho anh em là rưỡi bao ship nè Thì à, đây, ánh sáng cũng ok ha mọi người à, quay, Có thể quay phim được luôn Thì à, trước mắt anh em là Longy Longy 450W Đó, sáng nay mình sẽ chất lên xe và đi à, từ Long An, Tiền Giang à, Đồng Tháp, Long Xuyên, An Giang Cần Thơ, Vĩnh Long ha. Nói chung là chuyến xe miền Tây. Mình không có đi tới Cà Mau và Kiên Giang nha anh em. Không có đi tới Cà Mau và Kiên Giang được nha. Do quá xa đó. Thì các anh em nào ở miền Tây. Đặc biệt là từ Cần Thơ trở lại ha. Cần Thơ, Hậu Giang hoặc là Sóc Trăng, Trà Vinh, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An, Long Xuyên, An Giang ha. Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh. Thì các anh em nhớ liên hệ mình. À, sáng sớm ngày mai mình có chuyến xe đi sớm nha anh em. Đó, thì à, mong là các anh em ủng hộ để chuyến xe của mình nó đầy hơn nữa. Hiện tại bây giờ có 3 người khách trên xe. Nhưng mà chuyến xe vẫn chưa đầy nha. Ở à, đây trước mặt anh em là di 450W. Pin mới tinh ha, pin mới bung box ra thôi. Anh em thấy là chưa đóng bụi luôn. Đó. Hàng chưa đóng bụi nha, anh em thấy nè. Cái khung nhôm nè. Đó. Đẹp từng góc cạnh nha anh em. Đó hàng này mới bốc từ cảng lên cho nên là anh em thấy là nó chưa đóng bụi luôn á rất là rất là đẹp và rất là mới đấy ron z bốn w anh em có nhu cầu thì hãy liên hệ bên mình nhé đó giá hiện tại đang rất là ok nha mọi người giá rất ok luôn đó. anh em cứ nhắn tin zalo với mình ờ, giá cao hay thấp phí vận chuyển nhiều ít là tùy thuộc vào người ta ở xa hay ở gần người ta mua ít hay mua nhiều đó nha anh em ít hay bao nhiều ở xa hay gần còn bên đây là pin Futura xanh bốn à, Futura xanh 400 w pin ý nha em chỉ còn khoảng vài tấm thôi còn bảy à, 7 tấm thôi nha anh em à, còn 7 tấm Futura xanh 400 w pin ý pin ý thì à, mình về cái này cũng hai ba tuần rồi cho nên là nó nó không có nó không có sạch như là cái pin Longi nãy mình dựng ở đây nè nó có bám vài hạt bụi nha mọi người à, mình dựng ở đây nhưng mà pin thì dính bụi nó không có nhầm gì đâu anh em mình báo cáo cho anh em biết vậy thôi chứ còn mà dính bụi là không có vấn đề gì đối với pin tại vì người ta che đem ra ngoài mưa ngoài nắng vài bữa thì nó cũng vậy thôi ha đấy đây pin uh, lòn gì thì uh, các bạn các anh em có nhu cầu thì hãy liên hệ mình nha sáng mai mình có chuyến đi miền tây nha mọi người đảm bảo cho anh em là giá cực kỳ rẻ luôn nha giá rất là rẻ nha mọi người ha giá rất là rẻ còn nó rẻ đến mức nào thì um, tùy vào ông ta mua ít hay mua nhiều ở xa hay ở gần các anh em mua lẻ một hai tám ba bốn mình đều chở hết nha 1, 2, 8, 4, 8, 3, 8 đều chở hết nha anh em Đó, Mong mà các bạn sẽ ủng hộ Đó, Thì thôi mình đến đây kết thúc video nha Các bạn, các anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ miền Tây Sola 0948 932 417 Đó, Tối nay gói rất là nhiều hàng nhưng mà tranh thủ quay một đoạn video cho anh em Đó, Để các anh em miền Tây nhanh chóng đăng ký nha mọi người Nhanh chóng đăng ký ha Sáng mời mình đi sớm này, dỗ tổ 10 tháng 3 Mình uh, đi uh, miền Tây luôn Đấy vừa đi uh, giao pin Và vừa đi chơi lễ Chung với mọi người luôn ha Thôi xin chào anh em Hẹn gặp anh em Ở những video tiếp theo